Rồi con muốn nói á là con nói thiệt, mẹ dữ như sư tử vậy á. Một câu nói rất thật, rất trẻ con nữa quý vị. Nhưng mà con biết sau những cái khắc nghiệt đó là mẹ cũng rất là thương cho con và muốn con được thành công ngày hôm nay, thì không thể mà thiếu mẹ được, cũng như là thiếu ba và những thầy cô thì con cũng chả được như ngày hôm nay. Và con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Vâng, người ta thường nói là thương cho roi cho vọt, phải không quý vị? Và những điều mà mẹ nghiêm khắc với con để con có được một thiên nghe ngày càng cứng cáp hơn, thành công hơn. Và cho con thắng hỏi, kỷ niệm nào mà con nhớ nhất từ ngày ba mẹ chập chững cho đi hát đến giờ? Dạ gần nhất gần đây, để con kể. Để con kể, tới lúc rồi đó. Con là thứ nhất là khi nào mà ví dụ con đi học đi, con đi học mà bị vướng, mẹ hẹn kiểu gì, mẹ hẹn cả ba thầy cô cùng một lúc luôn á. Mẹ hẹn cả ba thầy cô cùng một giờ. Con kiểu, ủa sao vậy mẹ? Do mẹ kiểu bấn loạn quá, do bình thường là có cái thời khóa biểu đúng không, nhưng mà kiểu như đổi tới đổi lui á. Rồi xong mẹ kiểu rồi xong con ví dụ nha, rồi xong gặp thầy ở đây, rồi xong con nói là mẹ mẹ kiểu chối chờ chờ xíu để con học xong cái này đã. Rồi xong con xuống cũng gặp thêm một cô đang đợi. Có nghĩa là trong một buổi chiều nếu mà hẹn lộn ba thầy cô thì có nghĩa là con cũng sẽ học đủ ba thầy cô luôn đúng không? Cái này thì tùy, cái này thì tùy, nhưng mà nó rất là kiểu thời gian nó rất là đúng rồi hẹn, mà còn mẹ con chọn ngay cùng một giờ nữa. Con kiểu lúc đó con bị rối, mà nó cũng hay thường xuyên Thường kiểu xuyên xảy ra đúng tình trạng như vậy rồi. đúng không? Mẹ ơi, vậy là sau cái hôm nay á thì chắc là nhờ mẹ khắc phục dùng cái vụ mà không thể một lúc hẹn ba thầy cho con được, với cô chị Đại Trang. Để đang xin nói lời cảm ơn đến các anh chị, các cô chú, các bạn bè đã có mặt khán phòng đêm nay đông đủ để ủng hộ con gái của Đại Trang. Thành thật cảm ơn quý vị. Thật ra hôm nay con nó nói xấu mẹ, nhưng mà thật sự là có. Tại vì là nhiều thầy cô nếu mà để nuôi dạy con đến hôm nay thì nó cũng không phải là đơn giản như mọi người nghĩ, nó là nhân tài hoặc là thiên tài gì cũng phải học tới học lui, học xuôi học ngược thì nó mới đến được ngày hôm nay. Và cũng nhiều khi thầy nói thầy bận hẹn giờ con và con bận hẹn giờ thầy, không biết hôm đó tôi hẹn làm sao, tôi hẹn tới ba thầy cô cùng có một giờ thôi. Thế thì khi mà tôi dẫn bé ra khỏi phòng thì có một thầy đi vào. Khi một thầy đi vào thì tôi mới nói là chào thầy, chào thầy. Mà lúc đó tôi rất là sượng mà không biết nói sao hết đó, chào thầy, thầy chờ chút, thì chờ chút. Thì mới đưa bé mới xuống cầu thang, gặp một cô đi lên nữa. Thì ô chào cô, chào cô. Ô, cô đợi chút, cô đợi chút. Tại vì là trên đường là bé đi xuống nhạc viện học, mà xuống nhạc viện thì không thể nào mà bỏ buổi được. Thầy cô tới nhà thì cũng có thể hẹn được. Thì cuối cùng là bước ra khỏi thang máy thì con tôi nó mới nói là mẹ sao vậy mẹ, thì chỉ biết là mẹ xin lỗi con, tại vì mẹ cũng nhiều công việc, cũng có lịch đàng hoàng, cũng có tờ cái biểu, nhưng mà rồi cuối cùng cũng xảy ra cái chuyện đó. Đó là một cái kỷ niệm mà mỗi khi tôi nhớ lại là tôi tự sợ luôn và rất là ngại với thầy cô. Đó là cái vấn đề mà hôm nay con nó lên đây để nó nói xấu mẹ. Nhưng mà em nghĩ là chắc là sau sau hôm nay là sẽ không còn hiện tượng này đâu, là bởi vì đã bị nói xấu rồi mà. Bây giờ mình bị sửa liền, nếu không mình bị nói xấu nữa. Vâng, và đó cũng là kỷ niệm rất là đáng yêu thôi. Những người mẹ bao giờ cũng dành tình thương cho con của mình.